nhớ rung trọng phương sở đờ cho này cho ti cho cười cho ti nó chẳng có chọn một sở đờ nữa lấy cho phương sở cho ư hồi dư thu dọ nó chỉ ư tu sở la cá nữa bị tu sở la cá bơ bị nó lỏ lỏ bị nó lỏ sở sở bơ nữa chỉ chẳng tu thi ở tu mùa là đã tọt khơ còn chỉ la cá nữa bị một sai sai la cá phù sa thi là ho à bộ tự thi bộ rung khơ nữa gì sẽ khởi lý chào à bố tớ ý hả tớ lo ừ. Có khớ bố xa nè xa hồ ồ nên tớ thế à lần đầu tiên khó nữa cho mùa là nó tổng khó hồi cuối chê nhón tàu nó nè bà sao sẵn tù sẵn tiền liền sẵn tiền liền ta nhớ chứ mà dành nhìn lâu xuống lên cho tù ơn thôi cho khoản chê giờ sẵn lại cá nữa khó khoản chê rung nó nè khó khoản chê rung nó khó to trở mùa lì y chuyển ba hồ cho nó lần đầu tiên khó nữa sao hoa? Sao hoa? Sao lo? Nó đâu biết khơi khơi sao sao? Sao sao vậy? Tôi sẽ khơi nữa thế ta nữa. Bị sập bơ bị nó lâu để khơi nữa. Tao tỏ cha yên nhận tu mẹ ấy nó. Cái tiệc khơi mà đi bao chi thương chơi sửa lần đó bị khơi nữa lần từ. Nhưng riêng lần chỉ họ là ba bị khơi kia ba bị sập lá cá nữa. Này sập lá cá nhiều nữa. Đi sát ta ra ta ra liêu sẽ là khó sẽ khơi cho nó khó to mình chỉ để con dính cho to chẳng đâu còn đâu phải khó nữa khó gì khó nó sẽ nữa ta nó chỉ chẳng tự lưu chỉ khó thì lại nữa chúng mẹ ai chỉ lại ơ có lúc tôi lại à chỉ lại đó nhà lại có luôn chẳng đâu khơi nó nữa khơi cho nên chỉ lo thế chỉ khơi lúc khó lo chỗ thế nữa họ từ mùa nó lúc chỉ ta tỏ giờ lại chỉ lại nữa từ mùa chỉ từ khơi lại lúc lại chỉ nếu họ ta tỏ giờ mình khơi lúc chuyện nó sửa mình đã biết khâu chỗ phong yêu sa tàn ro liu sẵn tôi chỉ sa cơ lý ở sẵn đây nè sa đi tiêu sa đi tiêu linh ta có sáu đây nè có sáu nó còn nó chỉ sa từ một đó sa và tập khai lại nữa to à lúc con này ừ, to hơn à còn tôi lại có lúa không to tôi lại à tôi tập vừa lại nữa tiêu cho à qua áp bóng dưới chỗ xưa mà có tàu cơ lơ đổi những chiếc chia xô lần đầu cái khâu nèo tàu nó chê chẳng tu khơi lấy chẳng tu lũ chê chẳng tu bị khơi lũ chia nè nó tỏ bị khơi bị thò cái khơi lũ chia nó rồi nó sao sai xê lực khơi bỏ sai chả nè tàu xin nó chê bị tư khơi cho hoàn dễ tà nè cô ta biết chị ta thiệt đấy chị, tôi khơi lọ đi đây nó lại biết khơi khoảng như chị nuôi nó nữa, cái sự sống như nó đầu thiệt, không bù sao, sao sao đi bỏ, tụi nó sầu tụi nó đan này tụi nó nè, ô có giống như con ta. Sao con ơi, muốn cho thịt tiền muốn cho chơi liền thì muốn sống nói tôi nói này không chỉ vậy nữa ôi, khởi nó mà sao thịt tiền rồi ơi
nó đúng sai đó nè. Sao? Sao tiền đi à? Sao tiền đi đã? Không biết cứ sao tiền đi. Chị tao đây á. Nó cái cửa nữa, chụp bên chưa? Sao cái nữa? Tưởng như nó lo cái liền. Sao cái liền? Nó đang ngồi tê chế. Nó cái nữa. Cái mấy xe. Tại sao nó chế bế tứ lo cháu sợ bố lần nữa. Sao cái liền? Bố lo cũng cho cái nó cháu sợ bố nữa nè. Xin chị xa cơ lý nè, xa đồ lòng thơ bê. Chá theo. Xa tí tía lý nè. Chị vừa khơi nâng hẳn đi ô chụp như xe đồ lôn đô bê. Sao thế nè. Bộ xa thiêu nè nè. Xa thịt thiêu lắm. Sẽ đơn lần thứ bê sớm nè. Tôi bây giờ sợ con nè. Sợ là cá nhu à. Sao nên sao chị? Sao sao? Sao bây giờ sao cơ lên gọi tôi cháu sợ bê à. Nè, xa cơ liệu chụp dưa. Dịp bộ khá hẳn nè. Gọi tư mùi dù dù là thế nè. Chắc là họ đây đây xin à, chúng mình sẽ đỡ làm cho bây giờ tất cả nè. Chắc là người ta tận chia nè, cô tôi nhận lâu thế, cô chỉ người ta tổ chức chia là cái lọ, người ta thấy là sợ. Cái tên chè giờ là sao lần nữa. Chị xa cơ lý nè. Xa hẳn lý ồ. Cho hằng lý nè, chắc không như lần đó phải sổ theo. Cho hằng lý ồ. Tại sao nó chê sổ bó tích cờ nè. Người tí dùa. Một chú ít cho chèo.